Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 62 năm, trong hai ngày 23 và 24 tháng 9 năm 1958, cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm. Người ân cần căn dặn, chỉ rõ những nhiệm vụ lớn cho Đảng bộ và đồng bào Lào Cai thực hiện, đó là đoàn kết chặt chẽ, tăng gia sản xuất, trật tự an ninh, thuần phong mỹ tục. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 8 lần gửi thư, viết bài, điện và một lần trực tiếp lên thăm, nói chuyện với cán bộ đảng viên và nhân dân Lào Cai. Lào Cai cũng là nơi được tặng thưởng nhiều huy hiệu Bác Hồ nhất, với 86 huy hiệu của người cho các cá nhân của tỉnh Lào Cai là người tốt, việc tốt tiêu biểu. Trong bài nói chuyện với đồng bào các dân tộc và cán bộ, bộ đội, công nhân tỉnh Lào Cai tháng 9 năm 1958, Bác Hồ căn dặn 4 điều. Hãy đoàn kết chặt chẽ, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, đảm bảo trật tự trị an, củng cố thuần phong mỹ tục. Trong lời căn dặn về đoàn kết dân tộc, Bác nói: tất cả các dân tộc đều phải đoàn kết chặt chẽ, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau như anh em ruột thịt. Bác cũng nhắc nhở, phải ra sức bồi dưỡng, giáo dục, cất nhắc cán bộ dân tộc và địa phương. Cán bộ các dân tộc phải cố gắng học tập để tiến bộ, đoàn kết chặt chẽ với cán bộ miền xuôi. Về nhiệm vụ tăng gia sản xuất, Bác căn dặn, phải cố gắng làm thế nào cho đồng bào no cơm ấm áo hơn nữa. Muốn như vậy thì phải tăng gia sản xuất. Các cán bộ cần phải hướng dẫn đồng bào, đặc biệt là đồng bào dẻo cao, định canh, bảo vệ rừng, dùng phân bón làm ruộng bậc thang, cải tiến kỹ thuật cày cấy. Lào Cai là một trong những tỉnh miền núi biên giới, nhiều dân tộc anh em cùng chung sống. Tình hình an ninh có nhiều phức tạp nên Bác lưu ý thêm. Trật tự trị an tốt thì dân an cư lạc nghiệp. Để giữ gìn trật tự trị an, phải tổ chức nhân dân, dựa vào lực lượng nhân dân mà ngăn ngừa những kẻ trái phép. Nghiêm túc thực hiện lời căn dặn của Bác, Lào Cai từng bước chinh phục tự nhiên, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, xây dựng Lào Cai từ một tỉnh với điểm xuất phát thấp, nghèo, lạc hậu, trở thành địa phương phát triển của khu vực. Đặc biệt, từ khi tái lập tỉnh đến nay, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lào Cai đã tiến hành công cuộc đổi mới một cách sáng tạo, giành được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực. Kinh tế Lào Cai phát triển toàn diện, tăng trưởng nhanh cả về quy mô và tốc độ, năng lực nội sinh của kinh tế từng bước được nâng lên. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được nâng cấp. Với tinh thần chủ động, không kể giờ, không chờ việc, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến thực sự. Trên 40 thủ tục hành chính rườm rà trước đây đã dần được loại bỏ. Hàng chục nghìn cuộc tiếp xúc đối thoại với nhân dân và doanh nghiệp đã được thực hiện. Đó cũng là những câu chuyện, những cách làm lan tỏa từ người giữa cơn bão dịch bệnh COVID-19. Hàng nghìn người lao động từ Trung Quốc trở về được những y bác sĩ và bộ đội tại các khu cách ly tập trung chăm sóc ân cần, chu đáo. Những cây ATM gạo tiếp tục trở thành nguồn động viên to lớn với người nghèo. Giữa đại dịch, Lào Cai cũng là địa phương có cách làm sáng tạo để hàng hóa được thông quan qua cửa khẩu quốc tế. Khắc ghi lời Bác dạy, một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Từ những phong trào thi đua, gương điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều. Qua đó đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, góp phần phát triển toàn diện kinh tế xã hội, thu ngân sách tăng cao. Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ và nhân dân Lào Cai luôn nỗ lực thực hiện tốt chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và những lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu. Và với kết quả đã đạt được, Lào Cai đang tự tin sải bước, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển của vùng Tây Bắc. Chuyên mục của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.